Cốc Khánh Hòa. Thôi tên 77. Cô tên 77 hả? Chơi. Xin lỗi anh em 77 nha. Em 79 nha anh em. Chắc hai đứa chi đại diện tên 77 hả? Vậy là Khánh Hòa vô đó chứ à? Chi Khánh Hòa. Chi Khánh Hòa có số lần. Em là em thấy có chiếc Winner màu đen rồi. Chỗ này thoát nào thoát nấy vậy nè anh em. Đâu? Anh. Cái gì chứ? Nó đi hai lòng luôn. Hay quá. Đây, anh thắt đây mới ghê nè.
Yeah.